Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây là câu chuyện nhờ bài hát của một người bà Arizan Doda, từ một người vô thần trở thành giám mục Albania. Từ Tirana, thủ đô của Albania, ngày 9 tháng 4 vừa qua, một điều bất ngờ gây ngạc nhiên đã xảy đến với cha Arizan Doda. Cha nhận được cuộc điện thoại báo tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cha làm giám mục phụ tá giáo phận Tirana Durazzo. Đây là câu chuyện của cha Arizan Doda, một trong nhiều câu chuyện nhỏ tuyệt vời mà cuộc sống hàng ngày của giáo hội được dệt nên. Vào năm 1993, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Albania, lúc đó cha Arizan, một thanh niên 16 tuổi, tìm cách rời bỏ đất nước. Cha kể lại, như các thanh niên khác, nhiều lần tôi đã đi tìm cách ra đi nhưng không thành công. Và tạ ơn Chúa, lần cuối cùng con tàu đã đưa chúng tôi tới bến an toàn. Cuộc phiêu lưu thật khó diễn tả, nó như một cuộc xuất hành đầy hiểm nguy. Đêm ngày 15 tháng 9 năm 1993, chúng tôi khởi hành. Đêm đó biển rất yên bình, Chúa bảo vệ chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của tôi khi ra đi. Tất cả những gì liên quan đến sự hiện hữu của tôi trên cõi đời này, gia đình, quê hương, bạn bè, tôi cảm thấy mình bị tách rời trong đau đớn những tình cảm này. Nhưng vì tương lai, vì muốn giúp đỡ gia đình nghèo khổ, tôi phải ra đi. Nhờ những người bạn di cư đến Ý trước, Arizan tìm được nơi trú ngụ ở một khu vực Cuneo Ronero. Tại đây, anh học nghề hàng, cụ thể là hàng các khung xe đạp. Sau đó, anh còn làm nhiều công việc khác như xây dựng và làm vườn. Đời sống đức tin của Arizan bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ với các bạn tốt của giáo xứ gần đó. Arizan nói, tôi làm việc rất nhiều, thường là hơn 10 tiếng một ngày, và vì vậy vào buổi tối tôi rất mệt mỏi. Tôi không có nhiều bạn. Những người bạn nói với tôi rằng có một nhóm thanh niên tốt trong giáo xứ do cha Massimo hướng dẫn. Mặc dù mệt, nhưng rồi tôi cũng đã đến tham gia buổi gặp gỡ với cha Massimo. Cha nói với chúng tôi về cộng đoàn Đức Maria, một hiệp hội gồm các gia đình và cá nhân sống linh đạo Đức Mẹ, nâng đỡ nhau trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau những lần sinh hoạt với cộng đoàn, tôi thật sự rất thích hiệp hội này. Tôi đã tìm thấy gia đình, điều mà tôi cần trong giai đoạn rất tế nhị của tuổi trẻ. Arizan đã được rửa tội, và vào năm 1997, anh bắt đầu tìm hiểu và xin học chủng viện. Cha mẹ ở quê nhà không chấp nhận quyết định trở thành linh mục của Arizan, nhưng anh đã cố gắng vượt qua khó khăn này. 10 năm sau đến Ý, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã đặt tay phong chức linh mục cho Arizan. Cha Arizan kể lại, vào năm 1993, năm tôi đến Ý, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã đến thăm Albania, đất nước vừa thoát khỏi chế độ độc tài. Nó giống như một đường hào mở, nhiều khốn cùng và nghèo đói, nhưng đồng thời cũng là một khát khao lớn cho sự mới lạ. Tôi cũng vậy, giống như nhiều trẻ em và nhiều người khác, tôi nhớ đến hàng ngàn người đi theo chiếc xe của Giáo Hoàng từ Tirana đến Skopje. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng luôn ở trong tôi, và cũng trong thời gian đó, hình ảnh của mẹ Teresa của chúng tôi cũng đã để lại nhiều dấu ấn nơi tôi. Khi chúng tôi thoát khỏi chế độ độc tài, mẹ là người đã trao cho chúng tôi niềm an ủi, dịu dàng, tình yêu thương, lòng tốt và hy vọng. Sau khi được chịu chức, cha Arizan làm việc tại một giáo xứ và trở thành giáo sĩ của cộng đoàn Albania ở Roma. Vào năm 2017, Đức Tổng Giám mục của Tirana, Đức cha Jorge Antoni Frendo, đã xin cha Arizan nếu có thể trở về quê nhà phục vụ trong giáo phận. Bề trên của cộng đoàn Đức Maria, cha Giacomo
Martinelli và Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma đồng ý, cha trở về Albania theo diện hồng ân đức tin. Tân giám mục chia sẻ, tôi không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành giám mục. Tôi rất hạnh phúc được sống và phục vụ tại quê hương với giáo dân, những người được giao phó cho tôi. Tôi đón nhận việc bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha Francisco với niềm tin vào Chúa, vào Đức Mẹ và với sự vâng phục giáo hội. Đức Cha tiếp tục nói về hành trình đến với đức tin của mình. Tôi được sinh ra trong một bối cảnh ở một đất nước mà không may mọi dấu hiệu gợi lại đức tin đều bị cấm. Trong những năm đầu cuộc đời, tôi chưa bao giờ được nghe nói về sự hiện diện của Chúa. Cha mẹ tôi bị chủ nghĩa cộng sản ảnh hưởng nên không bao giờ nói về Chúa cho tôi. Nhưng tạ ơn Chúa, ông bà tôi thì ngược lại. Tôi thấy họ cầu nguyện với Chúa. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những điều thuộc về Thiên Chúa, giống như một điệp khúc được lặp đi lặp lại trong tâm trí. Bất chấp những lời đe dọa, bà tôi vẫn tiếp tục sống kinh nghiệm cầu nguyện. Bà tôi không được học nhưng đã biết giáo lý và cầu nguyện qua các bài hát. Chỉ khi đến Ý, tôi mới khám phá ra nhiều điều. Tôi nhớ lại khi còn bé, trong khi dọn dẹp nhà cửa, bà thường hát cầu nguyện. Thế là tôi cũng hát theo bà. Ví dụ, Kinh Kính Mừng, bà đọc phần thứ nhất và dạy tôi phần thứ hai. Tôi tin đây là cách Chúa gieo hạt giống đức tin trong tôi. Như thế, nhờ người bà, nhờ hạt giống đức tin bà gieo trong âm thầm, với năm tháng đã có cơ hội nảy mầm, mà giờ đây, từ một người vô thần, chàng thanh niên Arian đã trở thành Kitô hữu, linh mục và giám mục.